bạn cộng đồng Minecraft được thật bình yên. Quanh năm suốt tháng thứ và rồi chơi không lo muộn phiền. Xin thưa sai lầm, bạn thật hồn nhiên. Hãy nghe tiếp để biết xã hội này loạn lạc vô biên. Có rất nhiều vấn đề nhưng chỉ xin nêu ra một vài. Nếu ai bị nêu chúng cảm thấy nhục thì tự giải. Nói ai mà không đúng thì xin đừng tự ái. Nếu có gì sai thì xin các sư phụ cứ việc diss thoải mái. Đầu tiên thì xin nói về một số bác ngây thơ. Hết chuyện làm nên xin laptop ở trong các server. Builder, helper, có người xin cả owner. Xin mà không cho thì tụi nó ngồi rồi tụi nó nằm mà than thở. Và họ nói rằng ta sẽ phá, ta sẽ hack cho server sập. Họ có biết chăng không thiếu gì người cực kỳ tài năng mà không thèm về đầu vân cứ một lần rồi hai lần riết mặt nhìn như mâm. Những khối vuông kỳ diệu cho ta biết bao điều, những khối vuông yêu kiều cho ta tình yêu, những khối vuông kỳ diệu cho ta biết bao điều, những khối vuông thật nhiều khi chơi creative. Thấy các server hiện thời trụ vững, bắt đầu ham ba fmay 108 vẫn đứng, bắt đầu làm phải nói là nắm trong rừng. Mọc không lại với số lượng server mọc lên tràn đầy ra như ngày hôm nay. Quảng cáo đầy ngoài sân vẫn cảm thấy chưa đã. Spam vào cả comment mới cảm thấy khoái chá. Bị quản trị rầy la thì bắt đầu cãi vã. Đến lúc bị cho ra đảo thì tìm bạn bè chức quyền và xin tha. Lục nhóm thì không đọc và spam như đứa thất học. Chửi nhau như bọn cóc, bài không liên quan thì lóc nhóc. Có khi cả bè cả phá nhảy vào hồ vào bình luận như là ốc. Thôi thôi nói thật với thành phần này, lịch đây cứ việc bóc. Trên YouTube hiện nay cũng xuất hiện vài thánh nhân. Mở channel mặc dù video chỉ mới đăng vài lần. Nội dung thì hao hao như nhau chẳng có gì nổi bật. Đợi khi nào có chào lương mới thì mới chen nhau vào rần rần. Những khối vuông kỳ diệu cho ta biết bao điều, những khối vuông yêu kiều cho ta tình yêu, những khối vuông kỳ diệu cho ta biết bao điều, những khối vuông thật nhiều khi chơi creative. Các cộng đồng trong Minecraft chính chúc cứ như là rác. Từ trang từ nhóm hàng ngàn người cho đến các trang nhóm lác đác. Một server tạo một trang rồi lại tạo thêm một nhóm. Mỗi lần quảng cáo là đi tùm lum để tạo ra cảnh loạn lạc. Còn những người thích chơi Minecraft toàn cắn nhau, quản trị viên cũng hù theo và phải đổi nhóm thật xuất sắc. Minecraft Dance Survival Craft Việt Nam. Toàn trẻ trâu, quản trị viên cũng hù theo và thành nhóm chính trên TikTok. Nhiều người thì giản dị, xin một like, 100 like mà nhiều người thích câu like, chỉ tay ra xin chẳng có ai. Nhiều người thật hôi hài, đăng hình xấu thì chỉ nấp, đăng hình đẹp thì lại nói là map đầy tải. Nhiều người xin link như đường tăng, xin IP, Hamachi để chơi, trong khi các bài ở dưới quảng cáo mệt đứt hơi. Người tiếp thị một đường, còn người tiêu dùng thì một nẻo. Cứ thấy mỗi bài đăng một chữ đề, cứ thế mà chỉ sâu khắp nơi. Những khối vuông kỳ diệu cho ta biết bao điều, những khối vuông yêu kiều cho ta tình yêu, những khối vuông kỳ diệu cho ta biết bao điều, những khối vuông thật nhiều khi chơi creative. Những khối vuông kỳ diệu cho ta biết bao điều, những khối vuông yêu kiều cho ta tình yêu, những khối vuông kỳ diệu cho ta biết bao điều, những khối vuông thật nhiều khi chơi creative. Kể ra những điều này cũng chẳng vui gì. Hy vọng cộng đồng Minecraft Việt sẽ chung tay vì một tương lai vững mạnh.